Đó với mọi người, 190.000 đam kìa. Hello, xin chào mọi người, mình là tăng cơ của Layup D&D Mian Community đây. Thì như là lúc nãy mọi người thấy rồi, hôm nay chúng ta sẽ build anh chàng Gaming nhá. Hay là Gaming hay là Gaming gì đó. Ok, thì nói trước kế hoạch á, thì chúng ta sẽ lên vũ khí nè, lên team con nè. Rồi sau đó chúng ta sẽ chuẩn bị nâng Gaming để lên level 90 ha. Có nghĩa là đánh boss nè, lượm material, chúng ta hơi thiếu material xíu. Rồi đổi vũ khí cho nó đúng, nâng vũ khí, rồi lắp thánh di vật, lắp team com, và nâng thiên phú nữa ha. Ok, và nếu được á, thì mình sẽ roll 10 roll để mà kiếm Gaming C3. Tại vì Gaming khá, mình thấy là khá thích rim Gaming, cho nên mình muốn roll 10 roll thử để coi có thể kiếm được C3 hay C4 gì đó không ha. Bởi vì sau khi bà cò thì sau bà cò mình không ra Gaming nào khác trừ C1 luôn. Còn C2 Gaming ở ngay đây đó chính là con Gaming mà mình lấy từ Tết Thái Đăng ha. Hơi xui. Nhưng mà không sao, mình sẽ thử roll 10 và coi chừng không chừng mình được C4 nha. Đầu tiên thì chắc là thánh di vật trước đi. Không, thật ra vũ khí trước đi. Vũ khí mình nghĩ chắc chúng ta sẽ đánh kiếm ly cốt nha. Kiếm ly cốt thì theo mình đọc đó là vũ khí mạnh nhất của Gaming. Trừ những vũ khí năm sau, nhưng mà năm sau mình không có cái nào hết. Cho nên là mình sẽ sử dụng kiếm ly cốt và lấy đánh vũ khí, đánh nguyên liệu. Và nhưng mà hôm nay không phải là ngày farm nguyên liệu Gaming, cho nên là mình sẽ farm nguyên liệu của kiếm ly cốt, cho nên là mình sẽ để ngày khác. Thánh di vật thì như cái video farm Furia mọi người cũng biết rồi, thì mình hiện tại đang dùng, mình nghĩ là mình sẽ dùng được set 4 thợ săn Meratusi cho Gaming ha. Thì cái set này nó cũng khá là mạnh, cho hiện tại thì mình thấy là nó là set mạnh nhất cho Gaming ngoài diệm liệt ma nữ chiến lược ha. Nhưng mà mình không có một cái diệm liệt ma nữ chiến lược nào hết, cho nên là cái này mình sẽ mặc bộ đồ set 4 Meratusi cho Gaming ha. Tại vì Gaming cũng có cái cơ chế mà tự tăng như rút giảm máu khá là ngon. Và nói chung là tuy là nâng cái kiếm ly cốt lên 90 thì nó vẫn sẽ hơi bị cap crit rate xíu, nhưng mà nói chung là nó vẫn sẽ nhìn ổn rồi. Nói chung khá là ổn, không có vấn đề gì lắm. Thiên phú thì mình chưa nâng được, mới 40 mà đúng không, giờ chắc là để lần sau. Bây giờ thì chắc chắn là chúng ta sẽ tới lại đội hình. Và hình của Gaming thì chắc mọi người sẽ không có bất ngờ gì á, nhưng mà mình cũng sẽ thử vài team com ha. Mình nghĩ chắc chắn cái team mạnh nhất của Gaming là gồm sẽ có Furina nè, Shang Yun và Bennett ha. Mình nghĩ là chắc chắn là vậy rồi. Basically là một Diluc phiên bản 4 sao nhưng mà chuyên dành cho Plunge, chứ không phải là chỉ có cái scale Plunge là mạnh thôi. Ok, thì ngoài ra nha, thì còn có một team khác của Gaming mình có đọc được, đó là team gồm bà cò, vẫn gồm bà cò ha, nhưng mà hai thành viên còn lại đó chính là Layla, và người thứ hai đó chính là Ganju. Thì basically là một cái team melt cho Gaming để mà có thể melt được cái lượng damage ngon nhất. Nói chung là nhìn cũng được, nhìn cũng có thể ổn. Team còn lại thì mình có 3 team mà mình đang chú ý. Team còn lại thì gồm có Kazuha nữa mà mình không có, chủ yếu là hai phong để mà giảm cái thời gian mà e của Gaming á, nhưng mà mình không có Kazuha ở trong mặt mình hiện tại, cho nên là tạm thời mình sẽ không sử dụng cái team đó ha. Mình sẽ test thử hai team, team Ganju với lại team được cho là mạnh nhất của Gaming để coi như thế nào. Thì nếu mà mọi người muốn mình test team nào trong những cái video tương lai thì mọi người có thể cho mình tham khảo ha. Ok, thì mình bỏ team vô rồi mình đánh thử luôn đi ha. Ok, giờ đi đánh boss nè. Nói trước luôn phần thiên phú thì mình thấy là thiên phú thì mình đang theo những cái gì mình đọc được á, thì tấn công thường nè thì thực hiện tối đa 4 lần thì nó sẽ như thế này. Tấn công thường thì Gaming sẽ đánh thường cái thứ hai, đánh thường cái thứ ba, rồi sau đó nhảy lên một con lưng và đánh một cái khá là đẹp ha mọi người. Mình sẽ cho show lại đó, nhảy lên con lưng sau đánh một cái khá là đẹp.
Rồi cái này scale tấn công thì tấn công như vậy cơ bản thôi ha. Mình nghĩ là tất cả nhân vật 4 sao trừ Navia đều xoay như vậy. Không phải nói là Navia nhân vật 4 sao nhưng mà Navia nhân vật 5 sao duy nhất hiện tại thì mình nhớ là nó có cũng có cái xoay vòng vòng ha. End của Gaming thì mình nhớ là nó như vậy nè. Đó. Rồi sau đó nếu gọi là nó sẽ nhảy tới trước một xíu rồi sau đó nếu mà gặp vật cản á thì Gaming sẽ tấn công, sẽ nhảy lên. Gọi là nếu bình thường không có gì thì nó sẽ lướt tới cái, nhưng mà nếu gặp vật cản á, thì Gamin sẽ nhảy lên một cái để mà có thể flash attack. Rồi cái chiêu cuối thì sẽ cho bạn đồng hành của Gamin là con lân ra để mà đánh tấn công kẻ địch, và sau đó thì Gamin có thể sử dụng chiêu E nhiều lần cùng một rotation á. Nói chung là từ cái kit của Gamin như vậy thì mình nghĩ là mình sẽ nâng thiên phú cho Gamin là 688 ha. Mình nghĩ sẽ là như vậy. 6 thì bởi vì để cho những cái cú mà khúc lúc mà Gamin không e thì vẫn có thể sử dụng được. Cho nên là mình cũng đã chuẩn bị sẵn một xíu nhựa cô đặc ở đây để mà có thể nâng cho thiên phú của Gamin rồi. Và hôm nay cũng trùng hợp là ngày nâng thiên phú Gamin luôn, cho nên là sau khi đánh cua chúng ta sẽ đánh thử thiên phú của Gamin như thế nào ha. Ok. Bây giờ đóng con cua đã. A few minutes later. Mình quên chỉnh cái cánh cho Gaming. Gaming phải có bộ cánh đẹp hơn chứ. Mình nghĩ như là một nhân vật Li Yue và còn hệ hỏa ấy, mà cái kit bộ đồ như thế này thì cánh của Li Yue rất là hợp ha, rất hợp luôn. Cho nên là mình sẽ đeo cái cánh Li Yue cho Gaming. Ok, thì thử con boss của Gaming nè. Mình chưa đánh con này bao giờ mà gọi là trong map nha. Mình chỉ gặp nó xong mình đi luôn. để coi. Nhưng mà Gaming thì chắc là maybe không có đánh được con này rồi, tại vì nó là hệ hỏa. À mà đánh được không ta? Thử rồi. À có cái đam kìa. Ui. Nó blush cái đi luôn, nó cũng blush rồi mọi người. Nó cũng blush kìa mọi người. Con cua nó cũng blush attack kìa mọi người. Ai để coi hồi máu cho Gaming nè. Ok, để lát nữa chúng ta sẽ vô La Hoàng test thử cái đam của Gaming nha mọi người. Nhưng mà mình nhìn thấy nó đánh với một con cua kháng hỏa mà nó như vậy thì nhìn có vẻ cũng khá là tốt chứ mọi người. Một con cua có kháng hỏa mà hồi nãy mình thấy cũng 8.000 đam thì có vẻ như cũng khá là tốt nha. Thì coi lần đầu tiên nhựa nguyên chất thì sẽ được gì đây. Ý, ba material. siêu hên luôn. Ok, cái lông này thì vé bình thường. Nhưng mà để mình đánh thử trong test dam thử thôi. Test dam Gaming level 40 đủ xét thanh nhiều vật và với cái kiếm đi cốt level 20 thì mọi chuyện sẽ như thế nào. Nếu mà Gaming mấy level đầu như vậy mà đã được vậy rồi thì mình nghĩ là Gaming gọi là mấy cái level sau sẽ đáng đầu tư, thực sự đáng đầu tư cho mọi người. Mình còn đang công mệnh 2 nữa chứ nha. Ok, thì test thử thôi. Ngày mai cũng là hoàng mới luôn, cho nên là nếu mình đủ 10 run mình sẽ run thử cho mọi người coi luôn. test ở trên đi ha, cho nó dễ, tại ở dưới là có mấy con boss á. Test ở trên đi cho dễ đánh xíu. Bennett, rồi Gaming. Dưới bỏ đại, đi lúc đi. người bị xa lánh. Người bị xa lánh, xa lá. Ok, thì để test thử cái dam plunge của Gaming ở level này được như thế nào á. Ok. Đây. Ê, hình như mình mới thấy 51.000 rồi vậy. Ồ, 32.000 cũng được. Ê, mình mới thấy 270.000 đúng không mọi người? Từ khoan. Lại hình như mình mới thấy 200 mấy chục ngàn gì vậy. Khoan. Lại, cái này hình như hơi sai rồi vậy. Mình về tới 200 mấy chục ngàn. Ok, thử rồi. 27.000, chưa to lắm. 40.000 quy. 61.000 cũng được. 40.000. Có thể mình nhìn nhầm, nhưng mà 40.000 ở thiên phú như vậy. Để coi làm lại thử lần nữa cho chắc ăn. Tết là hoàng, tết là hoàng. Ok,
51.000, 38.000, 64.000, 64.000, 66.000, 66.000 nha mọi người. Một e 66.000 ở level 40. Mọi người lưu ý nè, level 40 gaming kiếm ly cốt level 20 chỉ có đủ thánh gì mà thôi, và thiên phú 111 nha, 66.000 đam. Wow, có thể gọi là rất là tốt nha mọi người. Ok, có vẻ như gaming khá là đáng với mong đợi của tất cả mọi người. Và những theory crafter là một nhân vật khá là mạnh ở là một nhân vật 4 sao khá là mạnh, có thể tiệm cận được 5 sao. Ok thì chúng ta có gì rồi nâng thôi. Chúng ta có đủ đồ thì nâng cho gaming lên thiên vực lần này thôi. Ok rồi, ui dư 900 ESP rồi mọi người. Phí ESP quá, ôi dạ, ai dạ dạ dạ. Hơi phí ESP mọi người, hơi phí. Ok thì giờ gaming level 50 rồi, kiếm đi cốt thì vẫn nhiêu đó. Thì ngày mai, ấy không, thứ 7 mình sẽ nâng cho cái đó sau. Bây giờ thì chúng ta sẽ đánh với lại bí cảnh thánh gì vật ở lục, bí cảnh thiên phú gaming đi ha. Này cái này mình cũng chưa đủ luôn, cho nên lát nữa chúng ta cũng sẽ đánh con cá voi ha. Thì chúng ta đang có là 24 là dư sách xanh rồi nè. 20 cái này là còn thiếu 43 cái nè, đúng không? Còn cái này thì mình thiếu 16 cái. Ok. Ok giờ để coi gaming nhảy đã. Mọi thứ xung quanh gaming tối lại luôn nè. Ồ, thú vị phết. Nhảy cũng khá là, nói chung là mình thích cái thêm mũi lưng của gaming nữa. Với lại nếu mà mọi người có vài người nói thì gaming nhìn thấy là giống Bobo Boy. What the hell? Ok, nhưng mà ý nói là có một cái lần là múa lần buổi tối nữa, để mình không biết nó như thế nào ha, để coi thử. Hy vọng là chúng ta có thể coi được cái lần múa lần buổi tối trong cái video này ha. Cái biết cảnh cũ rồi nên cũng không khó lắm mà mọi người. Ok, để coi giữa coi đập đầu tiên cũng sẽ được gì đây. Ồ, màu sách ngon, vậy là 5 cái là thiếu 15 cái nữa. Cái này thì cũng thiếu khá nhiều. Ngoài chúng ta có thể đổi sách xanh dương, xanh lá để mà lấy thêm. Ok. Đó, một sách nữa, ngon, hên phết mọi người. Chẳng lẽ nào gaming là nhân vật kinh cho mình. hai sách tím rồi. Mà nếu gaming level 50 đã vậy thì mình đang thắc mắc là tại gaming level 90 như thế nào nha. Nghe có vẻ hơi đáng sợ. Yêu một cái nữa, he he, ngon. Khá là hên mọi người, khá là hên. Được cái con gaming là Plunge Attack cho nên là kiểu cho dù con pha tui có tàn hình á thì vẫn bị thấy. Mấy cái cơ chế AOE mà không quan tâm mục tiêu á, nó khá là tiện ha mọi người. Thêm một sách nữa. Ui, nguyên cái streak toàn sách tím rồi mọi người, mà một sách tím liên tục luôn. Nãy giờ 4 lần rồi. Ngon vết mọi người. Lần cuối này liệu chúng ta có được tím hay không? Ở trước bước không qua nha. Ok. Ồ, vẫn được tím mọi người. Hên vết 9 cái rồi. Cái này thì là 36. Cũng sắp đủ. Tự lắc. Ok, đấm con boss này thêm lần nữa đi, rồi chúng ta đấm con boss tuần ha, con cá voi. Đấm the well. À, mình đang hơi tiếc quy của mấy nhân vật khác, mình không sử dụng cái rốt cuộc gaming chính luôn. Xin lỗi gaming nhiều. Mình tiếc quy của mấy nhân vật khác không dám dùng để tiết kiệm quy mấy lần sau dùng, mà ai ngờ gaming đi luôn. À, lần này được 2 rồi, gaming giận rồi mọi người. Đó, phòng ngự luôn. Ai ok, đánh boss tuần rồi mọi người, lần này mình không tiếc quy nhân vật nữa. Ồ, 36.000 to mọi người. 71.000 kìa. Bà chết luôn. Ai da, bà chết luôn mọi người. À, mới được lên cái chết luôn. Ai da. Ủa, lại chết. Ai à, cái cuối mình còn không thấy nó đam luôn. Ok, để bấm. Ok, hy vọng được nguyên liệu của gaming luôn nhá. Ok, được nè, được luôn nè, ngon, đủ 4 cái để nâng lên 8 rồi.
giáo quan thì khá là mạnh, nhưng mà phòng ngự thì chịu à. Ok thì cũng ngon. Ok vậy công bố khá là mượt rồi nha. Cũng ngon. À, lần này là nâng cấp à, gọi là đủ nguyên liệu do gaming lên được 60 rồi. À, mà mình được 3 luôn, ngon. Ok để coi gì vậy? Này xài ai? Này xài ai mọi người? Ủa gì vậy? Này xài ai đây? Khoan. Quỷ gì đây? Ok, nó lệch hết, nó lệch 2 lần mà nó low roll á, bỏ. Ok, tốn phút dễ sợ, nhưng mà nói chung là run vui cho mọi người coi. Ok, gaming. Đã lên được 60. Rồi tốn 875 ESP nha mọi người. Ok. Cái thiên phú này hình như mình nhớ là thiên phú có liên quan đến tấn công đó. Cái này à, cái này khác, cái này là cái này là cái hồi phục HP để là kích Marichosi nè. Rồi cái này cái này là cái tăng đam nè. Vậy là hèn chi nó khỏe vậy, hợp lý. Ok thì tiếp theo thì như có chúng ta có một run thường nè. À, để coi run thường được cái gì ha. Ok. À không có gì hết. quay. Cái buổi tối nè mọi người, đẹp phết mọi người. Đẹp không? Cái màu xanh nè, đẹp phết. À, không giống, hơi giống bùa bôi thiệt. mọi người. Ok, bây giờ chúng ta tới phải đi lùm sò cho gaming này. 32, ok, lùm 32 con nữa là xong, let's go. Thử coi. Ping, bang, flip flop, ling, lang, ping, flip, đẹp, ping, mòn, úp, đi, ping, bang, ping, flip, đậm, long, lang, lặng, flip, đỏ. Ok mọi người, vừa đủ rồi nha. Và bây giờ chúng ta chỉ còn đánh boss với lại farm cái kiếm ly cốt và farm gọi là farm thiên phú nữa là xong. Ok. ê vô mọi người. Trong lúc mà mình làm daily á, để mà kiếm roll cho lát nữa roll 10 roll với lại để chuẩn bị làm lão hoàng á, thì tự nhiên cái dòng thông báo level 60 nó hiện lên luôn. Rồi rốt cuộc mình lỡ cái khúc quay level 60 cho mọi người rồi, sorry nhá. Nhưng mà bù lại chúng ta có hai nhựa. Hai nhựa thì chúng đồng nghĩa việc chúng ta có thể đánh boss thêm 3 lần nữa. Rất là ngon ha. Ok thì bây giờ chúng ta sẽ đánh boss trước rồi xong chúng ta sẽ đánh lao hàng sau. Okay, nhưng mà có 3 run thường nè. Run luôn đi ha. Không có phải chắc là mình nghĩ à tím kìa. Hy vọng có còn gì nữa ngon. Đây. Cái này cái quyển mảnh chương thế lễ thứ N của mình luôn rồi mọi người. Sao nó ra mảnh chương thế lễ hoài luôn á, mình bị nguyền hay gì đó. Cái này mảnh chương thế lễ tới chết luôn. R5, R10, R13 nè. Cũng bôi nãy giờ cũng mượt mà phết mọi người. Hai nha. Có hai thôi sao? Như mọi người đã thấy mình đã đi xong tầng 11 rồi ha. Mà cơ bản là mình sẽ để dành tầng 12 cho gaming luôn. Nên là bây giờ chúng ta mở ba cái này trước đi ha. Rồi chúng ta roll 10 lần. B không cần lắm. Cái này suy nghĩ được. Ê, đồ ngon mọi người, đồ ngon set của bà con. Đồ ngon set bà con. Ok, hiệu quả nào thì bỏ ha. Ok. Tấn công nhiều nha, tấn công nhiều cũng ổn nha. Ok, thử lên 20 coi. Nhưng mà cái này vẫn là cái nón đầu tiên của set, cho nên là cứ giữ đi ha, rồi tính sau. Hay đó là gần hết, nhưng mà kiểu như nhiều tấn công gì cũng xài cho bà cò được. Ok, thì giờ run 10 lần thôi, hy vọng nó không ra vàng. Ra vàng mất bảo hiểm luôn. Ok, gaming. Ok, không ra vàng rồi, thôi quá.
Gaming, cảm ơn cho tôi con Gaming luôn. Gaming. Tại sao nó cho Nguyễn Chương Nhạc? Nó ai da, tại sao? Ôi, không ổn ơi. Nó cho tất cả mọi thứ trừ Gaming mọi người. Ai da, nó cho mọi thứ trừ Gaming luôn. À, trong banner này còn không có Chương Nhạc nữa chứ đâu ra vậy trời. Chán nha. Chán đấy nha. Ok, ném chết Gaming. Để coi, 3 cái đi. 3 2 cái nữa hả, buồn vậy. Hơi buồn. Ok, lần cuối nâng được Gaming lên 70. Và nó cho 3. Đúng lần cuối lúc mà Gaming lên được 70 thì nó cho 3, hợp lý. 70. Nhưng tới 4.000 ESP luôn. Ây da, hơi nhiều kìa. Ok, thì được 3 nè. 3 lại rồi. Được 3 cái. Cứ mấy cái lần không quan trọng thì cũng được 3 cái nha. Cái lần không upgrade quan trọng thì nó là được 3 cái. Còn mấy cái lần mà đang quan trọng thì nó là được 2 cái. Được. Ok, này không biết được 3 không nhỉ? 3 cái là ngon. Nó được 2. Thấy không, cái lần nào quan trọng là nó được 2 à. Chán rồi. Ok, lần này được 3 là đủ nâng cấp luôn nè mọi người. 3 đi, 3 cái, vô. Đó, thấy không, đơn giản. Vậy là phải đọc lệnh mới được ha mọi người. Cái này suy nghĩ được nè. Ok, để nâng thử. Mình rất thích copium. Copium là hopium. Ok, nâng thử. Đó, thấy không, tỷ lệ bạo nè. Ok, đó, nâng luôn. Đúng. À, cái... nó lệch hết rồi mọi người. Dục. Nó mạnh nhưng mà nó lệch hết luôn mọi người. Chịu. Ok, ít nhất là cũng có ESP. Ok, Gaming đã 80. Ngon. Bây giờ là để... gọi là giờ phải nâng lên 20 lần á. Thì nó hơi lâu thiệt. Cái okay, được thêm roll thường nữa nè. Ngon. Ok, mà mình quên mất. Mém quên. Ok, thì giờ chúng ta nâng Thiên Phú Gaming nữa nha. Mém nữa quên. Giờ nâng thôi. Ok, thì hơi khác với dự định ban đầu ha, do là không đủ cái này, không đủ sách cho lắm, và mình đọc thì theo đọc á, đánh thường Gaming khá là vui nhưng mà nó không thực sự là cái mạnh ở trong cái rotation ha mọi người. Cho nên là mình sẽ nâng hai cái này lên 7 trước đi, rồi sau đó farm thiên phú tiếp, coi như farm thiên phú coi được cái gì á, sau đó chúng ta tính sau ha. Ok, thì như mình đã nói, hôm nay chúng ta sẽ đi bí cảnh này để mà nâng cấp kiếm ly cốt nha. Chúng ta đã có sẵn 5 nhựa rồi và tại thêm 145 nhựa ở đây nữa. Hy vọng là đủ lên 90 cây ly cốt. Nếu mà đủ luôn trong 5 nhựa thì càng tốt. Hơi xui. Nhưng mà chúng ta đủ lên Gaming được cái kiếm ly cốt rồi. Đủ lên level rồi. Rồi. Tiếp nè, thấy không? Tình thẳng level 50 luôn rồi. Ok, giờ thiếu một cái thì chúng ta đi cày tiếp. Mày được cái gì đây? Mình dùng gì mà đúng không mọi người? Không được tím luôn là sao mọi người? Mình nhớ mình dùng nhựa cô đặc mà ta. Thế nhưng còn phải có tím chứ. Ok, giờ bắt đầu xài cái cục tím rồi đó. Mà không có tiếng luôn mọi người, ảo điên. 95 rồi đó mọi người. Mới nói tại sao không có cục tiếng, sao tới cho cục vàng luôn mọi người. Ngon. Ok,
Ồ, hai cục tím đó, thấy không? Vậy mới hợp lý chứ. Lên được thêm lần nè, lên 70 nè. 80 chắc chưa đủ không? Đó. Thêm lần chạy này nữa mà đủ là ngon luôn nè. 10 mới vừa đủ cáp rít rây thôi. Ồ, ngon. Ngon thế, ngon thiệt. Ngon. Có khi đủ luôn á mọi người, hôm nay hên hết. 5 nhựa đủ luôn, có thể đánh boss luôn. Ngon. Biết cần nhiều cứ lấy lại 60 cái đi. Và scroll mày được, mày là mày cho tao tầm 6 cái là được. À, dưới trung bình. Dưới trung bình là phải scroll rồi. Học mà học vậy xíu chứ trung bình. À, cái này là trên. Ok, cũng hợp lý rồi, cái quan trọng để cho năm cũng ngon, cũng ngon. Rồi cái này ao hay thầm cho mấy cái đây. Không, một cái cũng được. Ok, cũng 24 cái anh hao hay thầm cho mấy cái đây. À, hai cái luôn, ngon, chơi trung bình. Ok, ngon. À, lên 80 rồi đó. Này mình nghĩ là cap rất rây rồi nè. 3-4, đó, vậy vừa ngon. Dư. Ok. Đã 90. Đã hết hết mọi người, 10 nhựa đủ luôn. 5 nhựa đủ luôn. Xong. Tông đã xong kiếm ly cốt, giờ gaming bị cap cái ray nè. Nhưng mà vậy cũng đỡ, ít nhất cũng cap không nhiều lắm ha. 3 cái đi. Đó, 3 cái thấy không? Phải đọc lệnh. Con này phòng ngự chịu á. Còn một lần nữa. Đó, cái này 2 thôi, hơi buồn nhở. Nhưng mà có 2 cái giáo quan. Lần cuối của buổi sáng mọi người. Rồi, 2 à, buồn nha. Tổn thương nha. Hơi tổn thương. À, mình vừa dùng một cách rất là free to play để lấy nhựa, cho nên là chúng ta đã được 3 cái. Ok, nhớ nha mọi người, nếu mà mọi người muốn có nguyên liệu, ba nguyên liệu thì mọi người phải dùng 3 cái nha. Ok, giờ còn 5 lần đánh nữa là chúng ta sẽ đủ đủ nâng cho gaming lên 90 nhé. Let's go, 3 cái. Lộn lên phép rồi mọi người, đừng nhìn. Này giữ được nha. Ồ, 2 cái nè, hơi buồn. 2 cái hơi buồn nha. Phải chi được 3 cái 2 lần này là chúng ta được, chỉ cần đỡ tốn một lần nữa. À, 14 trên 2 rồi. Sau 3 lần nữa mọi người. Ok, lần này cho 3 cái đi. Let's go. 3 cái, cái lần cuối 3 cái là hợp lý luôn. Đó, thấy không? Một lần nữa 3 cái là hợp lý. Đó, hợp lý không mọi người? Đó. Phải vậy chứ. Giờ chúng ta hy vọng lần cuối chúng ta có 3 cái là chúng ta sẽ đủ nâng gaming luôn. Cảm ơn. 3 nguyên liệu. Let's go. 3 nguyên liệu. Yeah. Thấy không? 3 nguyên liệu. Ngon. Phải đọc lệnh trước rồi mọi người. Gaming level 90. Go. Chưa tới tận 1855 SP rồi. Cái gì vậy? Ok. À, gaming level 90, 1700 tấn cộng 1780 máu, 2083 tinh thông, 149, 66, 197, 105, kiếm ly cốt 90, Marichosi, cung mệnh 2, cung mệnh 1 là hội HP, cung mệnh 2 là tăng tấn công, thiên phú 677. Ok, bây giờ đi đánh thiên phú này. À, ok. Hơi xui. Tiếng đó. Đó, phải đọc lệnh nha mọi người. Ê, sao cái không cần bà Dory cho 6 cái. Cái cần bà không cho nào ta. Ok, thì mình vậy trước đi ha. Mình nghĩ là vậy là được trước đi ha. Rồi chúng ta sẽ đi test gaming trong La Hoàng nè. Ồ, hết mọi người, 190 mấy ngàn đam kìa. Nãy mình đúng không vậy? Từ 190 mấy đúng không? Hay da. Một rotation gần chết con boss rồi. Ok, ồ, 155 ngàn. Ui, 156 ngàn. Lỗi dữ.
Mọi người thấy không? What the hell? Thiệt á hả? Quái siêu kháng phong luôn. Nhưng mà nó không kháng hỏa, để coi thử anh như thế nào. Ok. Một rõ. Ê, con này nó không nằm lâu lắm, không có. Nó vô mét nữa rồi. Vô mét trễ quá. Lại. Lần này thử cái tim dưới, coi tim trên có nhánh hơn được không. Với lại nãy rotation mình nó hơi rối nữa. Vô mét đi, đúng rồi. Một rõ. Đấy, con này nó đứng nhanh thiệt. Nó không kịp hai gõ luôn mọi người. Không kịp rồi mọi người. Lại. Hay à, con sâu khó đánh quá. Đây mét. Ok, tụi này có vẻ ổn rồi đó. 160 mấy ngàn nè. Đã chết mồi. Fulina thì không ổn lắm. À, Fulina thì mất. Ây da. Cái hồi nãy mà. Fulina kịp là phui ra còn con quái là mình kịp rồi. Này nó ổn hơn rồi, nhưng mà mình nghĩ chắc không kịp, vẫn không kịp. Kiểu như là không mét của Gami không để đánh dành đánh con này mọi người. Nhưng cứ xả nhiều hết nó kìa. Nhiều ơi. Thì à, có thằng kia mấy cho mọi người. Thử rồi. Kháng à. Ok, được kìa. Oh, cuối cùng bé nét là người gánh, đúng là hỏa thần. Hên quá, vừa kịp. Ai da, khổ thiệt chứ. À, bây giờ thì chúng ta set up trước đi. Rồi. Mà quên mất một điều là không có không có một nhân vật cầm cung ở dưới á. Chết. Quên mất vô đây. Ai da. Để sao đánh ta. Để sao test đam gaming vậy. Ai da. À được kìa. Hãy đừng nói hãy điên. À, hãy điên mọi người. À, uống 999.999. Hello. 99.110.000 kìa. Hồi nãy 999.999 luôn, hay vậy. Ủa mà kháng nguyên tố thủy gì ta. Ok, test được là ngon rồi.
mà mình tưởng là không test được luôn á chứ. Con thử cái gì ok à, được rồi kìa mọi người, mà ấy nó tưởng không test được, test được thì tốt rồi, ngon. Mà nãy có cái số 99999 của Gaming cũng vui á. Ê, cái này coi có gì nha. kêu mình xài này off PC Gaming à. Gaming à. Thử hơn nha mọi người. Ở điên à. Ở điên. Nâng cái này luôn đi. À bảo là hết. Tạo cơ hội để rồi cho mình thất vọng. Ok. Nãy thì mình thấy con số của Gaming to nhất là 156.000 ha. Để mình vô lại thử coi tầng trên cho nó vui. Tầng trên làm nhẹ test nhẹ nhàng thử coi Gaming được bao nhiêu ha. Ok thì lát nữa mình sẽ test cái do mà bị cái là do là cái team team sao ta? Team do cái team Ganju á thì mình phải cầm Diệm Liệt Ma Nữ á, mà mình không có Diệm Liệt Ma Nữ á. Cho nên là lát nữa mình sẽ test team Hai Thủy hay gì team Ganju ha. Cảm. À, mình không có build nhân vật thể thảo nữa cho nên thể lực nhân vật thể hỏa nữa cho nên mình không có Diệm Liệt Ma Nữ luôn. Một trăm ba mươi lăm ngàn, 163.000, 146.000, 146.000 thì cái dam của cái team Gaming này á nó là tầm 150 mấy ngàn tới gần 160.000 á. Nói chung là một con Gaming chưa full, mọi người lưu ý là con Gaming này chưa full thiên phú à, mới 8-7 rồi. Nếu mà mọi người nâng lên 10-10 thì có khi là được 200.000 á, mạnh thiệt cái chứ. Công nhận Gaming là một con thực sự 4 sao mà tiệm cận 5 sao ha. Ok, để test thử cái team để test thử cái team Hai Thủy rồi sao. Hai Thủy là chúng ta sẽ có Urina, Yelan, Bennett với lại Gaming. Cái này thì không cần phải suy nghĩ tới cái việc là ngồi tính cái bốn VV á, bốn bóng hình. Ok, nhưng mà mọi người không có Yelan thì có thể thay bằng Xin Chiêu ha. Chú ý cái team này là team phép á. Mọi người có cái gì mọi người làm đó. Đó mọi người kiểu mọi người có cái nào mọi người phép cái đó. Bình thường cũng phép được và nhảy cũng phép được nè, đó 100.000. Tuy là down sẽ thấp hơn nhưng mà tất cả hai cái đều phép được và mọi người có thể thấy là nó đơn giản, đánh đơn giản hơn hẳn cái team kia. Mà đam thì nhỏ hơn đương nhiên rồi, nhưng mà đòn nào cơ bản là team này thì mọi người có thể nên đánh thường của Gaming ha. Tại vì cơ bản là đòn nào của Gaming cũng sẽ phép được đó. Gaming sẽ đánh thường vô để phụ đam vô so với lại cái kia. Nhưng mà team này cũng khá là ổn ha mọi người. Nếu mà mọi người không muốn phức tạp hóa cái việc mà mọi người phải combo như thế nào á, cứ đứa nào có là đứa đó lần á, thì mọi người có thể chơi team Hai Thủy kia. Nhưng mà không thì team mạnh nhất của Furina vẫn là team mạnh nhất của Gaming. Gaming nó lộn nãy giờ luôn. Team mạnh nhất của Gaming vẫn là cái team trên ha, Furina, Sangyun, Bennett với lại Gaming. Nhưng mà cái combo thì nó hơi phức tạp ha. Thì cái combo thì nó sẽ là Furina E W, xong rồi Sangyun E W, xong rồi Bennett W E đánh thường một hai cái để cho nó có áp hỏa. Xong rồi Sangyun đánh thường một cái để mà double sword cái hệ hỏa luôn, để cho con vừa giảm kháng hệ thủy vừa giảm kháng hệ hỏa, rồi sau đó Gaming sẽ full combo ở đó. Thì nói chung là cái combo đó nó hơi phức tạp hơn, nhưng mà mọi người muốn mọi người có thể thử để xem sức mạnh của Gaming của mình nha. Nói chung cái trải nghiệm này là một trải nghiệm khá là vui ha mọi người. Mình cảm ơn mọi người vì đã theo dõi cái trải nghiệm này, và nói chung là chúc mọi người có một ngày thật là vui. Nếu mà mọi người thích cái video build Gaming này của mình á thì mọi người có thể like subscribe để mà ủng hộ kênh của mình, thì cái này là một động lực rất là to lớn và cảm ơn mọi người rất nhiều. Thì cái con Gaming này nó thực sự nó rất là mạnh ha. Nếu mà mọi người xem thì mọi người có thể thấy là độ mạnh của nó, mà mọi người có thể cân nhắc build nó. Nếu mà lưu ý là nếu mà mọi người có thể xài cái này Diệm Liệt Ma Nữ hoặc là bốn đoạn kịch ở Giấc Mộng Hoàng Kim ha.
thì vũ khí thì mọi người cũng có cái vài free to play option khác, ví dụ như cái cây vừa event nè, hoặc là một vài cây khác. Cây này thật ra là cây vũ tài, là một trong những cây có thể dùng với gaming một cách bất ngờ ha. Cho nên là cái con gaming thực sự nó cũng khá build, khá dễ build, và từ C0 gaming cũng khá là ổn rồi ha. Cho nên là mọi người có thể cân nhắc build gaming. Cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong các video lần sau. Bye bye.